tối ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Minh, 16 tuổi, trú quận Long Biên, học sinh lớp 10, trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Minh là người đã đánh nam sinh lớp 8 tên D, 14 tuổi, trú quận Long Biên, dẫn đến chết não. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 3, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Lan, trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, về việc con trai là cháu Đê bị đánh gây thương tích khi đang chơi bóng rổ tại khu vực sân Bát Giác thuộc đình Lệ Mật ngày 17 tháng 3. Công an quận Long Biên đã xác định và triệu tập các nghi phạm có liên quan, gồm Trương Văn Tâm, 45 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, cùng hai con trai là Trương Văn Minh và Ca, 12 tuổi, đến trụ sở làm việc. Cùng ngày, Trung tâm Pháp y Hà Nội đã kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe của D là 99%. Hiện cơ quan điều tra công an quận Long Biên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan. Thông tin chi tiết hơn, mời bạn đọc theo dõi thêm trên trang tuổi trẻ.vn.